Đấy, xin chào mọi người. Đây, sau cái khoảng video em vừa đăng còn chưa được 10 phút nha mọi người. Thằng của em nó đây. Ở ngõ 264 26... gần đấy luôn, gần ngõ 268. Đây, hôm nay em mới sang đón luôn này. Em cũng xem kênh của anh lâu rồi. Nay vừa hôm nay mới có dịp đúng không? Có dịp đấy, qua em xem thì... Thông báo trên YouTube fan là đến luôn à? Vâng. Tiện có nghĩa là đúng là duyên phết đây mà vừa có vừa phát là có ở gần đây luôn này. Cái quay này thì cứ cho ăn ít thôi, không cho ăn nhiều. Sao là từ phân nó đẹp lắm rồi, anh vừa chữa về. Nhìn vào nó hơi gầy chút, đây cho đây để anh nóng lòng. Đấy mọi người nhá, anh chị nào hơi muộn một chút. Nên hôm nay cậu em này sang đến đón luôn rồi này. Hẹn anh chị lúc sau vậy. Không phải là không có là mọi người lại tưởng là mình đang cho vui. Thực ra cái này bọn em là có cho là cho luôn mọi người nhá, chứ không phải là như là câu view rồi các thứ đâu. Thực ra con nào em xác định cho hoặc là em tặng thì là cho luôn. Những cái con này nó gầy, mày về mày phải cho nó ăn vừa phải thôi, cứ từ từ thì nó lớn, chứ đừng cho kiểu là thấy nó gầy đối tượng, cứ cho nó ăn nhiều quá không được. Cứ cho ăn ít thôi. Cái ruột của nó ấy, nó đang một tuần nó chưa pa vô thì nó không ăn gì, để cho nó co dần hiểu ý nhau. Chứ nếu mà không có nó như kiểu chết đói là 4 năm thì nó ăn, nó có thức ăn, nó ăn liên tục. Nếu mình cho ăn phát là nó lại vỡ ruột, kiểu nó bị bội thực chết nhá. Lấy giống lại mang con đây. Hàng tặng nhá ông, đừng có chê hàng vớ bẩn. Con này con bố nó đốt coi Nhật Mexico rất đẹp. Nó chết đi sống lại thì nó như kiểu mình ấy. Sống dài lắm đấy. Không được. Mã nó không đẹp đâu mà. Em nuôi một tháng nữa nhìn nhận cái chó luôn. Đây là đi. Cứ cho nó ăn ít. Mà cẩn thận thì mày ra mày làm cho anh một gói hạt khoảng 2-3 cân hạt về, mày cho ăn hết 2-3 cân hạt là nó cho ăn cơm lại thì nó lành ruột. Vâng. Nhá. Không thì cứ cho hạt chỉ mấy chục thôi. Ăn thịt biết nhả bã ra nhai nhai vì cái ruột nó bây giờ đang kém ấy. Nhai bã là tí cũng được. Đấy, bổ sung men tiêu hóa người này. Mua 100-200 nghìn men tiêu hóa bổ sung cho nó thì nó ok rồi. Về nhá. Đặt ở giữa được mà. Ngay đây mà. Ngay đây rồi. Đây, anh này về này. Về nhá. Rất nhanh đúng không mọi người? Chỉ gọi là không có gì nhanh bằng tặng. Rồi không có gì nhanh bằng tặng luôn. Nó cậu em này ở ngay gần đây luôn rồi. Này. Không có đăng lên có mọi người lại tưởng là đùa với cả loại kia đúng không? Năm hết Tết đến rồi. Bọn em nhanh để cho nó về nhà mới thứ cứ mà để ở đây nó lại cứ giặc giặc dẹo nhìn nó cũng thương. Đúng không? Đấy, còn ba bạn này đây em giải quyết nốt cho hôm nay mọi người. Đây à, đây. Lau cái biển. Lau cái biển mà biển còn chưa khô luôn. Nó đã phi sang rồi nhá. Còn ướt mọi người nhá. Lúc nãy đúng em đang quay thì đang lau biển này mọi người này. Nên là tí nữa phải bắt thằng này vào comment là xác nhận là nhận chứ không phải là anh Hồng nói phép đúng không? Rồi em xin chào mọi người.